Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Có thể đó là vấn đề mà đang xảy ra về thời sự, có thể vấn đề đó là vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đây là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay, một chủ đề mà có lẽ là tôi nói rằng nhiều khán giả ở bên ngoài nước Mỹ là hơi lạ lẫm với lại cái tựa của tôi. Tuy nhiên thì trong cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay, đó là liên quan tới tình hình không những là chính trị hóa mọi thứ trong xã hội, mà ngay cả cái thành phần được xem là nằm dưới đáy của xã hội, tức là những thành phần mà được xem là hoạt động bất hợp pháp bây giờ cũng được chính trị hóa luôn quý vị. Đó là một trong những cái đặc biệt mà trong cái chương trình của tôi ngày hôm nay. Quý vị, nói về vấn đề của nước Mỹ trong 3 năm qua thì chúng ta đã chứng kiến được những tội ác. Nói là 3 năm thì không đúng, phải tính là 4 năm. Tại vì sau cái chết của George Floyd năm 2020 dẫn tới cuộc biểu tình bạo động của nhóm Black Lives Matter và nhóm Antifa trên toàn quốc, và kể từ đó đến nay thì những vụ cướp phá vẫn xảy ra rất nhiều nơi, và các tên trộm bây giờ nó mạnh dạn hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa nó phải lén nó trộm xe của mình, còn bây giờ nó tới nó uy hiếp, nó lấy xe một cách công khai. Còn hoặc là ngày xưa thì nó lén lút vào nhà mình nó trộm vài món đồ, còn bây giờ nó kéo mấy chục đứa nó tràn công khai vào trong các cửa tiệm ở các thành phố lớn để nó cướp công khai luôn. Từ những cái shopping cho tới những cái tiệm mà siêu thị, ví dụ như là những cái shopping lớn hay là những cái siêu thị như là Costco, Walmart, Target vân vân đều trở thành mục tiêu. Rồi những cái cửa tiệm bán của Apple hay là của giày Nike thì quý vị, nó nhào vào nó cướp một cách công khai và nó không sợ hãi ai cả. Và tình hình này có lẽ là tất cả mọi người đã chứng kiến trên đất nước Hoa Kỳ trong 4 năm qua, tức là sau cái biến cố của George Floyd, rồi sau đó đến khi mà Joe Biden lên, thì chúng ta đã chứng kiến được tình trạng tội ác này. Thì đương nhiên về mặt chính quyền, về mặt mà gọi là chính phủ, thì chúng ta thấy rõ ràng là một số thành phố và tiểu bang đã có những cái luật lệ châm trước cho những thành phần gọi là tội phạm này, để nó có thể tiếp tục cướp phá, tiếp tục làm những cái chuyện hành động phạm pháp mà không ai cản được. Thậm chí bây giờ cảnh sát cũng không có quyền lực cản nó luôn, là do những cái chính sách của một số thành phố và tiểu bang. Ví dụ California hay New York thì có cái luật Nobel, hay là cái số tiền mà cướp phá mà dưới 950 Mỹ Kim như ở California thì không có cái gọi là truy tố tội hình sự đại hình, mà truy tố cùng lắm là misdemeanor thôi, tức là tội tiểu hình hoặc là làm việc cộng đồng thôi. Và bên cạnh đó, nhiều thành phố khác sau biến cố của George Floyd, họ đã cắt giảm rất nhiều quyền lực của cảnh sát, cho nên cảnh sát trở nên bất lực hơn, và họ đã không thể làm được nhiệm vụ của họ. Khi họ đứng chứng kiến những cái cảnh tội phạm diễn ra trước mắt của họ, họ cũng không làm gì được. Họ cũng không làm gì được bởi vì quy tắc nó trói buộc đủ thứ kiểu. Và thứ hai là tình trạng tình trạng mà gọi là chính trị hóa ở trong cái lĩnh vực cảnh sát, rồi chính trị hóa cho các cái vụ cướp phá trên đường phố, nó đã trở nên phổ thông hơn, và nó đã trở nên gọi là có thể nói là nó muốn bình thường tất cả những chuyện này. Thì quý vị, xã hội Hoa Kỳ có thể nói là đi tới một cái giai đoạn băng hoại này. Thì trong một cái bài phỏng vấn mới nhất của đài truyền hình Fox với một nhân vật từng được mệnh danh là một tên băng đảng khét tiếng ở New York, và rồi thì ông ta đã hợp tác với FBI, sau đó ông ta ngồi tù và ra tù. Và quý vị, nhân vật này cảm thấy kinh ngạc trước những biến đổi về cái xã hội của Hoa Kỳ mà ông ta chính là những kẻ gọi là chỉ huy băng đảng đường phố ngày xưa. Và ông ta nói rằng thời mà có
thời mà còn băng đảng mafia ở New York đó, ít nhất đường phố New York còn được an toàn hơn bây giờ. Thời mà băng đảng mafia hoành hành tại New York thì ít nhất là đường phố nó còn an toàn hơn bây giờ. Bây giờ là không còn gì an toàn cả. Quý vị, nhân vật này có tên là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ, đã từng có một thời gian ông ta đã gây ầm ĩ trên báo, quý vị, đó là Salvatore, và nhân vật này gọi là Sammy the Bull, gọi là Gravano, ông là người Ý nha quý vị, cái tên này cái tên Ý đó, Gravano là tên Ý đó. Thì ở trên đây quý vị thấy ông ta từng gọi là Former Mobster Analyze, ok, và ông ta đang phỏng vấn về cái những cái tội ác trong gia đình của Joe Biden. Tuy nhiên ở đây thì tôi không nhắc tới cái những cái tội gọi là những cái tội tham nhũng của gia đình Joe Biden. Tuy nhiên ở đây thì ông có nói một cái câu này, và vốn là một cựu quân dân, ông Gravano nói rằng ông ta có cảm giác là phục vụ trong quân đội, khi quay trở về nhìn thấy cái chính phủ này mà không làm được gì. Những gì mà chúng ta làm được chúng ta thấy rõ. Và trong đó thì cái bài cuối và bài phỏng vấn ông ta nói rằng là thành phố New York đã có sự an toàn khi mà mafia kiểm soát các con đường, và bây giờ thì gần như là nó bị bác bỏ hết, và tình trạng bất ổn đã xảy ra ở thành phố New York. Quý vị, tất cả đều do chính trị chi phối. Tôi có thể nói những tội ác bây giờ là do chính trị chi phối. Khi họ cần, họ sẵn sàng gây bạo động đường phố, và họ nhân danh các cuộc biểu tình phản đối một điều gì đó, có thể là việc của một cảnh sát da trắng bắn một người da đen, hay là vừa rồi quý vị thấy cuộc chiến của Hamas và Do Thái, họ sẵn sàng đe dọa bạo động đường phố và cướp phá. Họ đều nhân danh, lần này thì nó khác với lại ngày xưa. Thật sự quý vị, tôi đã từng ở New York 5 năm, lúc mà còn học ở Columbia, thì vẫn làm việc ở Manhattan, và đi học về xong rồi về cái chung cư của mình. Trước đó thì tôi ở trong dorm, rồi sau đó thì rời ra khỏi dorm thì về Manhattan ở, thì vừa học vừa làm. Và những gì ông này nói, tôi nó có thể nói với các vị, ông nói không sai một chút nào hết. Cái thời mà tôi còn ở New York là cái thời mà thành phố New York bị khống chế bởi các băng đảng đường phố, bị khống chế là có băng người Ý, băng người Hoa, và hai băng này được xem là hai băng đảng lớn nhất của New York. Băng người Hoa là lâu đời rồi, và băng người Ý, gia đình của những gia đình mafia Ý là lâu đời rồi quý vị. Họ kiểm soát đường phố, tất cả những người Mỹ đen, tất cả những tên gọi là du đảng đường phố, khi mà gặp mấy băng đảng này sợ một phép một. Và mấy băng đảng này họ là băng đảng, nhưng mà họ cũng có những quy tắc, mà những quy tắc đó là luật bất thành văn. Bất kỳ một tên du đảng đường phố nào vi phạm quy tắc này là biến mất khỏi đường phố, xác sẽ bị đâm xuống xuống biển hoặc là biến mất. Quý vị, ở thành phố New York có một số những cái luật bất thành văn, nhưng bây giờ bị lật đổ hết rồi. Ví dụ 7 giờ chiều, 7 giờ tối thì cảnh sát không lái xe vào phố tàu. Họ có thể đi ra và họ có thể đi vòng vòng ở bên ngoài phố tàu thôi. Họ không vào phố tàu sau 7 giờ tối, tại vì ở trong sau 7 giờ tối phố tàu băng đảng kiểm soát, gần như băng đảng là kiểm soát, và họ không để cho tình trạng những cái tội ác lặt vặt xảy ra. Và nếu mà một chiếc xe cảnh sát nào mà quay đèn chạy vào phố tàu một lần thì ok, chạy tới lần thứ hai có thể cái đèn bị bắn bể đó, có thể cái đèn bị băng đảng bắn bể đó. Thì quý vị, tuy nhiên ở phố tàu hay là qua bên kia bên khu vực của người Ý quản trị, tức là băng đảng mafia Ý quản trị, quý vị, họ có những cái luật bất thành văn. Ngay cả khu ở Bronx, Bronx là cái khu phức tạp nhất, thì quý vị, nó cũng có những cái quy tắc. Những quy tắc đó là những kẻ mà du đảng đường phố là họ có thể bán ma túy lén lút ở đường phố, họ có thể hành gọi là xử nhau ở dưới chân cầu của một cái khúc đường nào đó, họ có thể làm và tránh đám đông, không để cho đám đông nhìn thấy. Tức là muốn xử nhau chuyện gì đó thì kéo nhau xuống dưới hầm cầu, tức là xuống dưới chân cầu xử nhau, hoặc là lén lút bán ma túy ở trong mấy cái club. Thì quý vị, những cái chuyện này đó là họ làm rất là kín đáo. Thứ nhất, thứ hai là không có đụng tới người dân thường. Tức là không có cái tình trạng mà
bất ngờ nhảy ra đánh đập một người Á Châu, đánh đập một người già, hay bất ngờ đi cướp giật một người du khách. Đặc biệt là quý vị, New York thời điểm đó là những tên tội phạm, những tên du đảng đường phố nào mà đụng tới du khách thì coi như tên đó lãnh án tử hình. Lãnh án tử hình của bằng đảng. Tức là họ không thể đụng tới du khách. Họ có thể thu thuế những cái cửa tiệm, những cái gian hàng nhỏ ở xung quanh các cái đường phố của New York như là Broadway vân vân. Nhưng mà họ không đụng tới du khách. Kể cái băng đảng Tàu, kể cái băng đảng Ý, họ có những cái quy tắc luật bất thành văn. Và những tên du đảng đường phố cũng ý thức được những quy tắc này. Họ có thể kiếm ăn kiểu gì cũng được hết. Họ có thể lén lút đập kiến xe rồi chôn chiếc xe đó, hoặc là lấy cái máy radio ở trong chiếc xe đó. Nhờ thời đó hay có cái bàn mà ăn cắp mấy cái máy AM, FM quý vị, ăn cắp bán đó, nhiều lắm. Thì quý vị, họ có thể làm những chuyện đó, nhưng không được đụng tới du khách, và cũng không được đụng tới người già, không được đụng tới phụ nữ, và không có sách nhiễu tới trẻ em. Đây là những quy tắc của băng đảng đường phố của phố Tàu và phố Ý. Tôi gọi là phố Ý đi, ok quý vị. Nhưng mà thật sự là băng đảng Ý. Thì ngày xưa cái thời tôi ở New York từ năm 1988 cho tới năm 1993. Thì lúc đó quý vị, thành phố New York được mệnh danh là cái gương mặt của nước Mỹ trên thế giới. Ai mà tới nước Mỹ mà chưa tới New York thì chưa phải là tới nước Mỹ. Có hai nơi, mà ba nơi mà người ta gọi là những nơi mà gọi là dấu ấn đậm nhất của nước Mỹ trên thế giới. Thứ nhất là New York, thứ nhì là Las Vegas, thứ ba là San Francisco. Đây là những cái địa điểm mà được xem là thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Do đó, những băng đảng ở những cái khu vực này, họ biết tôn trọng cái luật chơi. Họ có thể có những cái hoạt động ngầm, tổ chức cờ bạc lậu, bút kỳ, rồi bài bạc, bán ma túy, hoặc là điều hành những thu thuế những cái người mà bán hàng, đại khái như vậy. Nhưng họ không đụng tới du khách và họ không đụng tới người dân bình thường. Đó là những cái luật chơi ngày xưa của thành phố New York. Nhưng bây giờ quý vị, tình hình của New York nó không còn giống như ngày xưa. San Francisco cũng vậy. Hai nơi này giống y chang nhau. Tức là bây giờ tất cả đều bị chính trị hóa. Tất cả những băng đảng bây giờ nó bất chấp mọi thứ. Nó sẵn sàng làm tất cả những cái thứ, những cái hành động ác độc nhất. Và được nhân danh chính trị. Và được nhân danh là chính trị. Ví dụ quý vị nhớ dạo trước, có một số người lớn tuổi gốc Á bị những tên bất ngờ đánh đập ngay trên cái hệ thống xe điện. Hoặc là trên cái ngay trên đường phố. Rồi quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta thấy được bất ngờ nó kéo 40-50 đứa nó tràn vào một khu shopping. Như hôm rồi ở Philadelphia, trên 100 đứa tuổi, mười mấy tuổi không à, nó tràn vào khu của shopping, rồi nó cướp của tiệm Apple, nó lấy sạch hết tất cả những cái iPhone, cho tới những cái đồng hồ, cho tới những cái iPad vân vân. Và quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Tức là sau khi nó cướp xong rồi đó quý vị, và bắt đầu cảnh sát Philadelphia bắt đầu có hành động rồi đó, là nó nhảy lên mạng xã hội, nó nói đây là hành động từ xưa tới giờ người da trắng đối với người da đen đó. Nó nhảy lên nó tố ngược lại là có hành động kỳ thị người da đen. Chính bản thân tụi nó là những đứa đi cướp phá người ta. Rồi sau đó nó bị cảnh sát rượt quá, nó trốn, nó lên nó livestream, nó nói là cảnh sát bức hại nó. Và đây là hành động của người da trắng và tụi nó là nạn nhân. Tụi nó là nạn nhân của một cái chủ nghĩa kỳ thị phân biệt chủng tộc. Và tụi nó nhận nó là nạn nhân của một cái chế độ nô lệ ngày xưa. Quý vị, đây là cái cách mà nó lên trên TikTok và lên trên Instagram, kể cả một cái trang mạng Twitter và Facebook để nó nói. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Những cái hành động cướp phá bây giờ nó tàn khốc hơn ngày xưa. Nó trắng trợn hơn, nó tàn khốc hơn ngày xưa. Nhưng nó được nhân danh chính trị. Cứ một vụ bắt nó là tất cả các cái công ty truyền thông dòm ngó vô. À, hành động anh bắt thằng này nó có vi phạm nhân quyền của nó không? Anh có hành động nào làm sai quy tắc của ngành cảnh sát không? Quý vị, gần như là nó soi vô tới tận nơi tận chốn luôn. Và nó sẵn sàng môi lên là nó chụp mũ thành một cái
hình thức là kỳ thị chủng tộc hay là cảnh sát quá tay với người dân, bla 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 bla, quý vị. Nó trở thành một cái vấn đề bị chính trị hóa. Do đó, bây giờ những cái tên mà trẻ tuổi, từ cấp 14, 15 tuổi cho tới 20, 21 tuổi, tức là cái tuổi vừa bước vào ngưỡng cửa đại học hoặc là còn đang học ở trung học đó quý vị, là nó sẵn sàng làm những chuyện trời ơi đất hỡi. Làm những chuyện trời ơi đất hỡi, nó bất chấp tất cả luật lệ. Và quý vị nhìn thấy tất cả những cái vụ cướp bóc thời gian gần đây, hầu hết là dưới 18 tuổi. Cái hôm rồi mà quý vị còn nhớ ông dân biểu ở Texas mà bị kê súng, ông dân biểu của đảng Dân Chủ đó, mà ông ở Texas, ông bị kê súng mà cướp chiếc xe của ông đó, ở ngay tại Washington DC, nơi được xem có mức độ tội ác cao nhất nước luôn. Nơi có mức độ tội ác cao nhất nước luôn. Ông nói bây giờ thủ đô của nước Mỹ nó còn thiếu an toàn hơn cái district mà tôi đại diện ở biên giới ở Texas nữa. Tức là biên giới Texas nhiều khi tôi ở nó còn an toàn hơn tôi ở DC nữa. Quý vị, tất cả những cái này nó đều bị chính trị hóa. Cho nên bây giờ quý vị, nó loạn hết rồi. Có thể nói là nó xảy ra hỗn loạn hết rồi. Nó bất chấp tất cả những quy tắc trong cuộc sống. Dù là những quy tắc đó là những cái luật bất thành văn của những cái băng đảng hay là của cái góc phố nào đó, hay là của một cái thị trấn, một con đường nào đó. Thì quý vị, mỗi một nơi từ xưa tới nay họ có luật lệ. Nước Mỹ là nước pháp trị mà. Nhưng bên cạnh luật lệ thì những cái người sống ở một cái cộng đồng nào đó, họ vẫn có những cái luật bất thành văn. Hay là trong cái giới băng đảng cũng có những cái luật bất thành văn phải tuân thủ. Hay là ở một con đường nào đó, ở buôn bán sầm uất thì cạnh tranh nhiều, họ cũng có những cái luật bất thành văn ngầm thỏa thuận với nhau để mà cùng nhau cạnh tranh. Thì quý vị, mỗi một ngành, mỗi một cái khu vực nó đều có một cái luật bất thành văn như vậy. Còn bây giờ quý vị, tất cả đều không còn nữa. Có nghĩa là khi mà nó muốn làm một cái là nó bất chấp mọi thứ. Nó bất chấp mọi thứ để nó làm. Và quý vị thấy á, mỗi lần mà có một cái biến cố gì xảy ra, lập tức là nó trở thành cơ hội. Cơ hội của đốt phá, của cướp phá. Thì quý vị thấy bây giờ mà cứ một người Mỹ đen nào mà bị vấn đề gì đó là quý vị lập tức nó kích động lên ngay. Nhất là cái giai đoạn này, năm nay là cái mùa bầu cử năm 2024. Tức là những tay chính trị và những kẻ gọi là cơ hội chính trị, nó lợi dụng những biến cố này để nó xây dựng hình ảnh tên tuổi riêng của nó. Nó sẵn sàng kích động người ta ra. Kích động người ta ra đường bạo loạn. Và đồng thời nó lên tiếng, nó binh vực cho những kẻ gây bạo loạn luôn. Để nó lấy điểm. Và nó xảy ra trong cái mùa bầu cử của những năm gần đây rất nhiều. Và hầu hết là nó kích động ai quý vị? Nó kích động thành phần băng đảng đường phố. Và những đứa trẻ bất chấp tất cả luật lệ. Những đứa trẻ ở trong các cái trường trung học. Bất chấp luật lệ, nó lợi dụng tất cả những thành phần này để nó kích động các cuộc bạo động trên đường phố, các cuộc quậy phá, rồi đốt phá, rồi cướp phá. Looter hay là rioter đó quý vị, chúng ta hay gọi là như vậy. Thì nó xảy ra rất nhiều, tới mức mà bây giờ những tay gọi là trùm băng đảng ngày xưa cũng lắc đầu ngán ngẩm. Tại vì cái đám bây giờ nó không còn biết tôn ti trật tự, nó còn không còn biết luật lệ, nó không còn biết tất cả những cái quy tắc nào nữa hết. Nó thích là nó làm. Và nó làm một cách gọi là không cần suy nghĩ luôn. Và nó biết được là nó được hỗ trợ bởi những tay chính trị gia đứng ở phía sau. Những tay chính trị gia sẵn sàng can thiệp, sẵn sàng gây quỹ, mướn luật sư cho tụi nó. Đó quý vị thấy Kamala Harris, phó tổng thống, cái thời mà George Floyd xuống đường, cái lời George Floyd chết á, đám Black Lives Matter bị bắt giữ vì quậy phá đốt phá khắp nơi. Chính Kamala Harris là người bỏ tiền bail tụi nó ra. Bail tụi nó ra. Thì quý vị, do đó những cái hành động này chúng ta thấy rõ ràng là nhóm chính trị gọi là cực tả, nó sẵn sàng khiến cho xã hội bất ổn để nó giành lợi thế chính trị. Nó quậy cho xã hội tan lên nếu mà nó cảm thấy bị thất thế. Nhất là giai đoạn này, năm 2024, khi mà người dân mệt mỏi quá nhiều với những cái chính sách mà gọi là gây tổn thương cho kinh tế của ông Joe Biden. Từ việc mà
siết chặt ngành năng lượng, rồi thúc đẩy năng lượng sạch để cho tình trạng năng lượng tăng cao, mức cả giá cả mọi thứ tăng, lạm phát tăng. Thì quý vị, nhiều người mà rất là mệt mỏi rồi. Do đó, cái xu thế mà người dân họ chọn lại một cái chính quyền khác, nó càng lúc nó càng tăng. Và chính điều này đã khiến cho cái đám cực tả chạy về môi trường, chạy về xã hội đó, đám này nó không để yên. Nó không để yên, tức là nó chỉ trực chờ cơ hội. Từ đây, hôm nay là tháng 12 rồi, tháng 11 năm tới, tức là chúng ta còn 11 tháng nữa thôi là bầu cử rồi. Thì quý vị, chắc chắn từ đây tới đó chúng ta sẽ tránh không khỏi, chúng ta sẽ tránh không khỏi những cái cuộc bạo loạn này. Với cái tình hình kích động của đám này, nhất là quý vị thấy vừa rồi cái vụ Hamas và Do Thái, là nó kích động bạo động và biểu tình ở khắp nơi, làm cho mấy sinh viên Do Thái bây giờ phải giấu luôn cái lai lịch của mình, không dám tới trường học. Không dám tới trường học nữa. Thậm chí quý vị, nó xông vào tòa nhà quốc hội luôn. Và nó được châm trước, có tên nào bị truy tố đâu. Có tên nào bị truy tố đâu quý vị. Thì đó, tôi nói quý vị, tất cả đều bị chính trị hóa. Mà ngay cả cái thành phần băng đảng bây giờ cũng được chính trị hóa luôn. Tại vì mỗi khi nó phạm tội, nó biết là nó sẽ được châm trước. Nó được châm trước bởi chánh án, nó được châm trước bởi công tố viên của những cái tiểu bang và những cái thành phố mà được xem là theo tình trạng cấp tiến đó. Rồi quý vị, chưa hết, nếu mà gặp phải một cái vụ án nặng hơn đó, thì nó có chính trị gia đứng ra gây quỹ pháp lý cho nó và mướn luật sư top nhất cho nó. Và mỗi ngày báo chí đều tô lên cái hình ảnh của nó rất đẹp, giống như một anh hùng. Bản chất đó là tội phạm, nhưng mà rồi cái đám khuynh tả này biến nó thành anh hùng. Thì quý vị, do đó nó sẵn sàng nó làm tất cả chuyện gì? Nó sẵn sàng nó làm tất cả những cái chuyện mà đám cánh tả muốn và đám khuynh tả muốn, để mà đám này có thể khuấy động xã hội. Do đó, cái xu thế sắp tới là cuộc bầu cử diễn ra, và ai cũng nhìn thấy được là người dân đã ngán tận cổ với cái chính sách gọi là thất bại của ông Joe Biden. Họ muốn flip, họ muốn thay đổi, họ muốn có một cái cuộc sống tốt hơn, họ muốn cái cộng đồng an toàn hơn, họ muốn cái giá cả mọi thứ giảm xuống. Thì quý vị, đây là cái xu thế mà người dân muốn. Thì cái đám, nếu mà cái này mà nó ra như vậy, thì là coi như đám khuynh tả mất quyền lực. Cái đám cực tả đó, tôi nói là cái đám cực tả mất quyền lực, là nó, do đó nó sẽ tìm đủ mọi cách để giành lại quyền lực. Bất kể cả việc chính trị hóa thành phần băng đảng ở đường phố, quậy phá đốt phá khắp nơi, rồi sau đó nó thúc đẩy các công ty truyền thông khuynh tả là ca ngợi đây là cuộc biểu tình ôn hòa, rồi vinh danh những kẻ đốt phá cướp phá là những anh hùng. Để cuối cùng quý vị, đó, quý vị nhìn thấy cái vụ của George Floyd đó, là quý vị thấy nó mang màu sắc chính trị hoàn toàn. Không ai coi tụi nó là tội phạm hết. Không ai coi những thành phần này là tội phạm hết. Là bởi vì quý vị, nó bị dẫn dắt bởi các công ty truyền thông. Cho tới khi nào những tên làm ký giả, những tên làm nhà báo bị sát hại bởi thành phần băng đảng này, nó tri lên vài cái tiếng là thôi. Nó chưa chắc, nó còn cấu kết với thành phần băng đảng. Và nó sẵn sàng ca ngợi những thành phần này lên. Thì quý vị, trong một cái xã hội mà quý vị thấy là tất cả mọi thứ bị đẩy lên kiểu này, thì nó là một cái xã hội loạn. Do đó quý vị, nhiều người gặp tôi vừa mới về tới Houston, là nhiều người gặp tôi nói nghe nói California loạn dữ lắm. Tôi ở California 6 tháng trời. Thì thật sự cái khu của chúng tôi thì cũng không có đến nỗi nào, ngoại trừ cái vụ cướp Phúc Lộc Thọ cách đây 2-3 tháng gì đó. Thì quý vị, thật sự loạn có, nhưng tùy khu vực ai quản trị. San Francisco, Los Angeles, Oakland, San Jose thì loạn thật. Nhưng mà Orange County hay là ở trên Bakersfield, họ đâu có loạn. Họ rất ổn định. Thì quý vị, đây chính là những cái mà người ta thấy được, là bởi vì những thành phố lớn và những cái tiểu bang mà nó đi về hướng cấp tiến này đó quý vị, nó đẩy xã hội lên tới cái mức gọi là loạn luôn. Đó, DC đó.
Quý vị thấy tưởng tượng là bây giờ là nó giảm án cho những kẻ đập xe, rồi nó giảm án cho những kẻ trộm nhà luôn. Nó ra luật luôn. May là Quốc hội can thiệp kịp. Nếu Quốc hội không can thiệp á thì coi như là cả DC bây giờ là tôi nói thiệt quý vị là những cái tội sát nhân mỗi ngày đó. Những cái vụ án sát nhân xảy ra mỗi ngày đó. Ở đây quý vị 11 ghế cộng luôn ghế thị trưởng toàn bộ là dân chủ và toàn bộ là cực tả không. Bây giờ mà quý vị mà ở DC là quý vị sợ lắm. Bởi vì mấy ông dân biểu sợ lắm, phải lần đặt trận, tại vì nhà mấy ông ở đó. Mấy ông là dân biểu quốc hội mà. Không ở nhà ở đó thì cũng mướn apartment ở đó. Lý do là phải làm việc mỗi ngày ở quốc hội thôi. Đâu có bay về tiểu bang của họ đâu. Rồi bây giờ ra đường xe bị đập, bản thân mình bị chĩa súng cướp xe. Thì quý vị thấy nó bị chính trị hóa mọi thứ. Tôi không nói tới những cái cơ quan trong chính quyền liên bang bị chính trị hóa, mà thậm chí bây giờ băng đảng đường phố cũng bị chính trị hóa luôn. Thì đây chính là những gì mà chúng ta chứng kiến được nước Mỹ trong mấy năm qua. Và có lẽ nó phải qua cái giai đoạn nhiễu nhương này nó mới đi vào ổn định. Có lẽ nó là như vậy. Tại vì nhiều khi mà người ta không ý thức được khi mà một cái quản trị xã hội mà đi vào cái khuynh hướng cực đoan, nó sẽ dẫn tới tình trạng này. Nếu mà cánh hữu mà đi vào cực đoan thì nó sẽ trở thành độc tài. Nó sẽ trở thành độc tài và gọi là khắc nghiệt. Còn cánh tả mà đi vào cực đoan thì nó đẩy toàn bộ xã hội đi vào cái sự băng hoại, hỗn loạn. Thì bây giờ chúng ta đang đi vào cái tình hình này đó quý vị. Chúng ta đang đứng trước cái tình hình này đó. Một thiểu số cực đoan bên cánh hữu nó muốn đẩy tới cái mức mà gọi là khắc nghiệt luôn. Rồi một thiểu số cực đoan bên cánh tả bây giờ nó đẩy tất cả các xã hội trở nên thiếu an toàn hơn. Đây là tình hình của nước Mỹ. Và có lẽ chúng ta phải vượt qua được cái giai đoạn nhiễu nhương này. Lúc đó mới đi tới một cái giai đoạn kế tiếp nó tương đối hơn. Tức là nó có những cái vừa phải để cho mọi người có thể chung sống với nhau. Thì quý vị, tình trạng chính trị hóa này nó phải được chấm dứt. Nó phải được chấm dứt. Không thể coi đó là một cái chính trị được nữa. Tại vì nó làm cho cái ý nghĩa của chính trị nó trở nên thành xấu xa hết rồi. Thật sự cái ý nghĩa của chính trị rất đẹp. Tại vì nó là cái nơi hoạch định chính sách quốc gia và làm cách nào quản trị xã hội. Cho nên mà chúng ta gọi là chính trị. Làm cách nào quản trị xã hội. Thì quý vị, cái ý nghĩa của nó là đẹp. Nhưng mà bây giờ nó bị biến hình và nó bị biến thể trở thành một cái thứ quái thai. Cái gì nó cũng chính trị hóa được hết. Và chính điều này nó đi tới cực đoan như vậy thì có lẽ nước Mỹ phải trải qua một cái giai đoạn này. Phải trải qua cái giai đoạn này họ mới hiểu được. Còn nếu không trải qua giai đoạn này, họ vẫn nghĩ rằng cái chiều hướng đó tốt hơn. Cho tới khi họ chứng kiến được thực tế của cái chiều hướng đó đi tới mức độ nào thì họ mới sợ. Thì quý vị, đó là cái bài nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay về tình trạng mà chính trị bẩn thỉu nó không từ bỏ bất kỳ một cái thủ đoạn nào, kể cả lợi dụng thành phần băng đảng để đạt được mục tiêu chính trị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!